6 bước rửa tay đúng quy trình nha mọi người. Khi chúng ta nghe nhạc nè, ta sẽ được thư giãn đầu óc. Bên cạnh đó chúng ta vận động một số động tác thể dục thì giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Qua khuyên mọi người là nên tập thể dục thể thao thường xuyên mỗi ngày nhé, để giúp cho chúng ta có thể khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn. Rồi, bài thể dục này Qua sẽ đếm nhịp và chia làm 3 đoạn cho mọi người dễ tập. Rồi, còn chần chờ gì nữa, đứng lên và làm theo Qua nào. Rồi, đoạn thứ nhất chúng ta sẽ nhúng nhịp và vỗ tay. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo 1, bước chân phải sang ngang. 2, khép. 3, tiếp tục chân phải. 4, đá chân trái, chết một góc. Đồng thời tay trái dang ngang, tay phải lên cao. 4, 5, mở chân ra. 6, khép. 7, bước sang ngang. 8, đá chân phải sang ngang. Chân nào đá lên thì tay đó dang ngang, tay kia sẽ lên cao. Được chưa mọi người? 8, 1, mở chân ra, vỗ tay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, hạ tay xuống, ngồi xuống, nhảy lên. Rơi xuống và bung hai tay lên như thế này. Đây, cũng tương đối dễ đúng không mọi người? Giờ mình sẽ làm lại một vòng nữa nhé. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngồi xuống, nhảy lên. Đây, vậy là chúng ta đã xong đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đoạn 2. Hai tay chúng ta để bên phải, chà hai lần như thế này. 1, 2. Kết hợp với chân phải dở lên và đặt xuống, làm tương tự vậy 4 lần. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5. Hai tay ra trước. 6, hai tay để trên mắt. 7, hai tay để dưới miệng. 8, kết hợp với lắc đầu và lắc hông. 8. Rồi, qua làm lại nha. Chà như thế này hai lần, kết hợp với chân phải tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đôi mắt, 7 xuống miệng, 8 lắc hông. Rồi, tiếp tục. Hai tay đưa về bên phải, khép các ngón tay lại. 7, 1, 2. Kết hợp với chân bước ra và mặt chúng ta nhìn ngược với tay. Chuẩn bị. Rồi, hai tay ra bước trái ra. 7, 1, khép, 7, 2. Được chưa mọi người? Tương tự đổi bên. Bước phải, khép. Rồi, tương tự. Tay chúng ta để lên trán. Rồi, tay này, tay trái chúng ta sẽ để như thế này. Quay hai vòng kết hợp với nhúng nhịp. 1, 2, 3, 4. Rồi, được chưa? Mình sẽ tập lại luôn 8 nhịp này nha mọi người. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo. 1, tay phải lên cao, tay trái ra sau. 2, 3, 4. Tương tự, 5, mình sẽ nhảy qua bên phải. 5, hai tay mình nè mọi người, mình chà giống như lao kiếm nha. Mình chà giống lao kiếm. 5, 6, ngược lại. 7, 8. Rồi, qua sẽ làm lại này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo, chân trái mình sẽ bước lên, tay trái chống hông, trọng tâm dồn vào chân sau. Rồi, tay để thế này, đẩy hông lên. 1, trọng tâm dồn vào chân trước. 2, 3, 4. Rồi, 5, mình sẽ dở chân trái lên, mình dậm xuống đẩy hai tay ra. 5, 6, 7. Rồi, rồi có làm lại như này nha mọi người. Rồi, bước trái lên, trọng tâm dồn vào chân sau, đẩy hông lên. 1, 2, 3, 4. Nó dở trái lên, dậm xuống, đẩy. 5, 6, 7. Rồi, vậy là chúng ta đã làm xong đoạn 2. Bây giờ cùng cô Ao làm lại từ đầu nhé. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy chuyển qua đoạn 3, gồm 6 bước rửa tay. Qua sẽ giới thiệu sơ cho mọi người trước. Thứ nhất, chúng ta sẽ rửa lòng bàn tay. Thứ hai, mình sẽ rửa mu bàn tay.
Thứ ba, mình sẽ rửa kẽ ngón tay. Thứ tư, mình nắm tay lại, mình rửa phía ngoài các ngón tay thế này. Và thứ năm là rửa ngón tay cái. Thứ sáu là chấm các đầu ngón tay lại, mình rửa đầu ngón tay. Được chưa mọi người, đó là quy trình 6 bước rửa tay. Giờ bắt đầu làm theo con nhé. 4 lần, đúng nhịp. 1, 2, 3, 4. Buông bàn tay. 5, 6, 7, 8. Rồi, hai tay dang ngang, rửa kẽ ngón tay, kết hợp chân dở lên đặt xuống. 1, 2, 3, 4. Quay qua đây, nắm tay lại. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đẩy qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, vậy là qua đã giới thiệu đoạn 3. Bây giờ chúng ta cùng làm lại một lần nữa nhé. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Chúng ta đã kết thúc xong lời một của bài hát. Sau đó nhạc dạo thì chúng ta sẽ bước qua. Rồi chúng ta tập lại y như ban đầu. Nhưng mà khúc cuối cùng thì chúng ta có hai lần rửa tay nha mọi người. Rồi bây giờ qua sẽ thực hiện luôn. Nhạc dạo chuẩn bị. Rồi nhạc dạo bước qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngồi xuống đứng lên. Rồi tập lại từ đầu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi sau đó mình rửa tay lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi, vậy là qua đã vừa giới thiệu cho chúng ta một bài thể dục vui nhộn đúng không? Mọi người cảm thấy hay thì cho qua một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ con nha. Đừng quên, mỗi ngày chúng ta lên tập để rèn luyện sức khỏe cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.